thông tin mới nhất từ hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang đã có thêm hai thi thể nạn nhân được tìm thấy. Tổng số nạn nhân được xác định tử vong trong vụ tai nạn sạt lở đất ở Hà Giang đã lên đến 9 người. Danh tính nạn nhân vừa được tìm thấy đang được xác định. Bên ngoài hiện trường, nhiều người thân của các nạn nhân vụ sạt lở đất ở Hà Giang vẫn đang ngóng tin từ lực lượng chức năng. Trước đó, cơ quan chức năng xác định các nạn nhân tử vong gồm LHC, 6 tuổi, trú tại Lai Châu, MTH, sinh năm 1965, trú tại Cao Bằng, lái xe NCT, sinh năm 1966, trú tại Hà Giang, 5 người khác chưa xác định tên tuổi, địa chỉ. Nạn nhân bị thương đang cấp cứu bao gồm LMP, sinh năm 2016, trú tại Lai Châu, MTZ, sinh năm 1989, trú tại Cao Bằng, GAT, sinh năm 2005, trú tại Hà Giang. Như dân Việt đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại km 10-950, quốc lộ 34, thuộc địa phận Thôn Tà Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách 16 chỗ. Đất đá đã vùi lấp một xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29E02489 chạy tuyến Hà Giang-Cao Bằng, khiến nhiều người bị vùi lấp ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng tỉnh hà giang đã khẩn trương tới hiện trường để cứu hộ cứu nạn trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hà giang thảo hồng sơn đã yêu cầu các đơn vị chạy đua với thời gian để tìm kiếm cứu nạn hiện cơ quan chức năng tỉnh hà giang vẫn đang tích cực cứu hộ cứu nạn vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách ở hà giang Khoảng 4 giờ sáng ngày 13 tháng 7, tại km 10 950, quốc lộ 34, thuộc địa phận thôn Tà Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp một xe ô tô chở khách, biển kiểm sát 29E-02489, khiến nhiều người bị vùi lấp. Theo lời kể của một nhân chứng, thời điểm xảy ra sạt xả lở có một xe khách 16 chỗ và một xe 7 chỗ di chuyển qua khu vực chiếc xe nhỏ hơn đã lùi ra khỏi vị trí sạt lở nhưng chiếc còn lại không kịp thoát ra và bị mắc kẹt. Nhân chứng cho hay, nhóm người trên xe 7 chỗ đã xuống hỗ trợ, đẩy chiếc xe 16 chỗ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, một đợt sạt lở khác bất ngờ ập xuống, khiến họ không kịp trở tay và bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc xe khách bị đất đá vùi lấp ra khỏi khu vực sạt lở. Cập nhật số liệu thiệt hại về người, đến thời điểm hiện tại đã có 9 người tử vong. Trong số những người thiệt mạng có một em nhỏ 6 tuổi. Đáng chú ý, xe ô tô 16 chỗ trên đang chở đoàn người đi tổ chức lễ ăn hỏi ở Cao Bằng theo hướng Hà Giang đi Cao Bằng. Khi đi tới km 11 Quốc lộ 34 hướng Hà Giang đi Cao Bằng thì gặp nạn. Bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, chia sẻ với báo nhân dân rằng ngay từ 5 giờ sáng, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng công an quân đội, lực lượng tại chỗ để thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân với phương châm nhanh nhất. Công tác ứng cứu ở bệnh viện đang được thực hiện tích cực, đối với nạn nhân đã tử vong, tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị hỗ trợ các gia đình nạn nhân lo mai táng. Hiện nay, khoảng hơn 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang cùng lực lượng công an vẫn đang tích cực tìm kiếm cứu nạn và hiện chưa rõ xác định số nạn nhân bị mất tích. Sáng ngày 13 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái. Cụ thể từ 3 giờ đến 5 giờ ngày 13 tháng 7, khu vực các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái và Lào Cai đã có mưa, mưa vừa và mưa to, như Xuân Minh 1 186 mm tại Hà Giang, Xuân Lập 64 mm tại Tuyên Quang. Mô hình độ ẩm đất cho thấy là một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc là đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện, chi tiết được đính kèm trong phụ lục 1. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, cấp 1. Trưa ngày 13 tháng 7, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang cho biết nhiều lực lượng đang tích cực triển khai biện pháp cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ sạt lở lấp xe khách xảy ra vào dạng sáng nay. Về thời điểm xảy ra vụ việc, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông thông tin vào khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 7, xe khách 16 chỗ đang di chuyển hướng từ thành phố Hà Giang Bảo Lâm ở Cao Bằng thì bị đất đá sạt lở chèn vào. Diễn biến sau đó, nhiều hành khách và người dân đi đường tham gia hỗ trợ, đẩy xe ra khỏi chỗ sạt lở thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá ụp xuống, vui lấp nhiều người. Lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông chia sẻ đây là một tai nạn rất thương tâm, đau lòng do thiên tai gây ra. Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, tính đến 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 13 nạn nhân, trong đó có 9 người được xác định đã tử vong. Cũng theo báo cáo, vị trí xảy ra vụ việc tại km 10 900 quốc lộ 34 thuộc thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Ô tô khách gặp nạn mang biển kiểm sát 29E-02489 thuộc Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang, Bảo Lâm. Sáng ngày 13 tháng 7, lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 người, trong đó có 9 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang cho biết thêm, trong số nạn nhân tử vong, có hai trẻ em. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày tại km 11, tỉnh Lộ 34, đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Lúc này, một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng. Khi qua điểm sạt lở tại km 11, tỉnh Lộ 34, thì bị mắc kẹt. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang, tại hiện trường, hai máy xúc đang đào thu hốt dọn dẹp, cứu trợ khẩn cấp lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh Hà Giang cũng đã điều thêm hai máy xúc vào hiện trường để đào hốt đất đá tại vị trí km 10 950 đã bị lấp toàn bộ mặt đường chiều dài khoảng 150m chiều cao khoảng 15m chiều rộng khoảng 20m ước tính là 50.000 50 m khối tại vị trí này vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm cho người và phương tiện đang khắc phục tại tuyến liên quan đến vụ sạt lở đất vùi lấp xe khách làm nhiều người tử vong xảy ra tại tỉnh Hà Giang vào sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính một số nạn nhân. Các nạn nhân tử vong gồm LHC 6 tuổi trú tại Lai Châu, MTH sinh năm 1965 trú tại Cao Bằng, lái xe NCT sinh năm 1966 trú tại Hà Giang. Nạn nhân khác chưa xác định tên tuổi địa chỉ. Nạn nhân bị thương đang cấp cứu gồm có LMP sinh năm 2016 trú tại Lai Châu. MTZ sinh năm 1989 trú tại Cao Bằng, GAT sinh năm 2005 trú tại Hà Giang, VAS sinh năm 2005 trú tại Hà Giang. Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại km 10 900, quốc lộ 34 Hà Giang, Bắc Mê, thuộc thôn Tạm Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, Hà Giang, xảy ra vụ sạt lở đất, làm vui lấp một xe ô tô khách 15 chỗ ngồi, biển kiểm sát 29E-02489, loại xe Ford Transit của Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang, Bảo Lâm. Theo chủ xe cung cấp, trên xe chở 16 người. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh huy động các lực lượng tiến hành đào bới tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, cập nhật số liệu thiệt hại về người, đến thời điểm 9 giờ 30 phút cùng ngày có 9 người tử vong. Sáng ngày 13 tháng 7, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Yên Định huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày tại km 11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định. Vào thời gian trên, một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi cao bằng qua điểm sạt lở tại km 11 tỉnh Lộ 34 thì bị mắc kẹt. Một xe bảy chỗ khác đi đến, có ba người xuống hỗ trợ xe khách. Bất ngờ xảy ra sạt lở, xe khách cùng ba người từ xe bảy chỗ xuống bị cuốn trôi. Lực lượng công an Hà Giang đang tích cực khẩn trương, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Hiện nay đã tìm được 9 thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương đưa ra khỏi hiện trường. Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác. Lái xe được xác định là Nguyễn Trí Thanh, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú ở tổ 16, phường Trần Phú, thành phố Hòa Giang. Tài xế này được xác định là đã tử vong tại hiện trường. Mưa lớn liên tiếp trong những ngày qua đã làm các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang bị thiệt hại nặng nề. Mưa lớn làm xuất hiện nhiều tuyến đường tử thần bị đứt gãy do sạt lở đất đá, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông. Mưa lũ đã làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá tràn xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường đi các huyện vùng cao nguyên đá. Quốc lộ 34 từ Hà Giang sang Cao Bằng, đặc biệt tỉnh lộ 177-178, đi các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, nhiều tuyến đường từ huyện xuống xã, xuất hiện hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ gây tê liệt giao thông tạm thời hiện nay hà giang đang tập trung nhân lực vật lực nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ sạt lở thương tâm này ngành y tế hà giang đã kích hoạt hệ thống cấp cứu lưu động vào hiện trường để sơ cấp cứu số nạn nhân bị vùi lấp vận chuyển bệnh nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu điều trị tập trung toàn bộ xe cứu thương túc trực tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân huy động tối đa cán bộ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang tập trung cứu chữa cho các nạn nhân vụ sạt lở công an quân đội tập trung cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở thương tâm Trao đổi với lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Yên Định cho biết vào thời gian trên một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi Cao Bằng qua điểm sạt lở tại KM 11 tỉnh lộ 34 thì bị mắc kẹt. Một xe 7 chỗ khác đi đến có 3 người xuống hỗ trợ xe khách. Bất ngờ xảy ra sạt lở xe khách cùng 3 người từ xe 7 chỗ xuống bị cuốn trôi. Lực lượng cứu nạn đã tìm được 4 thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương đưa ra khỏi hiện trường. Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác.